Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị khủng nha cả nhà. Cây này thì khoảng 2 đến 3 người khiêng nha. Cây này khá là to. Cây này có mã số là 26, hoàn gốc là 130, cây cao là 75. Bầu ươm hiện tại là 75 nhân cho 50 nha cả nhà. Cái này là ở dạng cụm liền cốt luôn, thân cốt đặc luôn nha. Thân cốt đặc luôn. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu là 2.500k bao ship luôn nha. 2.500k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu mà được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. 2.500k bao ship. Cái này thì về mình chỉ việc tháo bọc lên chậu và thêm chất trồng là ok thôi. Mã số 26 nha. 2.500k bao ship, 2.500.000 bao ship nha. Rất chi là mềm luôn. Giao lưu nhanh đầu năm luôn nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 26 là một phôi cẩm thị khủng, 2.500k bao ship, hay còn gọi là 2.500.000 bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.